Rồi, chuyên xe cũ giá rẻ xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nhé. Thì chào mừng quý anh chị em và các bạn đã trở lại với video báo giá tiếp theo của em tại cửa hàng xe máy Hàng Sáng. Thì hôm nay lên sóng một con quay con khu chờ anh em ha. Thì nói chung là khu chờ 1 anh em, khu đại đầu đây anh em. Thì anh em biết con này rồi ha. Nói chung là lâu lâu mới có con này anh em ạ. Con này thì máy móc zin ha, đầu nồi chưa rớt gì hết anh em. Xe còn đẹp lắm. 60M7 1468. Con này thì báo giá anh em luôn 225 nhá. 225 còn thương lượng. Trả góp ship xe đầy đủ, xe thì rút nhập toàn quốc. Thì anh em nào mà gọi là đam mê sưu tầm hay là thích chơi cái dòng khu này á, thì mấy bác cũng đứng tuổi chiếu á, thì hay thích đi mấy dòng này á, thì có thể liên hệ đến Hàng Sáng ha, qua cái đầu số là 0983533445 nhé. Con này đầu nồi chưa rớt, máy zin tất cả thứ còn đẹp ha, anh em coi kỹ chi tiết nhé, coi kỹ chi tiết thì nếu mà được thì liên hệ giùm em ha. Rồi đây anh em, anh em coi cái dàn đèn ha, dàn đèn hai mắt thì nói chung là theo thời gian là con này 203 anh em nhé, 203 máy zin áo sống rồi, thì nói chung là cũng nhìn cũng đẹp anh em ạ, nhìn cũng được ha. Honda 203 anh em nhé, con này đời 203, niền thì Union Cycle gì đây, căm lùng liền này. Mấy con này thì rất là hiếm gặp anh em ha. Thì bây giờ xe nó như thế nào, hiện trạng như thế nào thì em quay lên em bán cho anh em ha. Chứ còn thực sự mà gọi là chi tiết hết kỹ con này đời, con này rồi ốc tán rồi tất cả các thứ thì thực sự là em không rành đâu anh em ơi. Nói chung là em quay chi tiết thôi. Anh em nào rành, anh em nào biết chấp chơi xe, anh em thích đam mê mấy dòng này thì anh em có thể liên hệ nhé. Anh em liên hệ đến cửa hàng, anh em lấy xe anh em coi, anh em kiểm tra nhé. Máy thì máy zin ha, nói chung là đầu động chưa rớt rồi tất cả mọi thứ. Con này thì quay hiện trạng anh em ạ, quay hiện trạng thôi, nói chung là có sao quay như vậy thôi. 203 ha, bộ phận là Honda Nexi. Áo sống thì em thấy con này cũng còn được lắm anh em ạ, cũng không có chày mà cũng không có kiểu là sập sệ lắm đâu, nó còn chắc chắn, còn chất lắm, có mọi thứ thấy còn nó còn chất lắm anh em ạ. Xe đời đầu ha, xe đời đầu 60M7 ha, 22 năm còn thương lượng, căm đùm liền ha. Dàn căm sau này giống thay mới rồi anh em này, tại vì nó sáng lắm, nó không có đồng màu, nó không có đều màu, nhưng mà trước thì có khả năng chưa thay, nhưng còn sau thì có khả năng thay rồi ha. Vô Honda này NF110 Uchi ha, rất là êm nhé mọi người, rất là êm luôn. Anh em nghe tiếng máy ha, êm cực kỳ. Nguyên hết mọi người ạ. Hai đại ba anh em ha. Tem bọc áo sống thì nói chung là con này còn được lắm mọi người. Hai bên luôn. Hai bên mà tem bọc một tất cả thứ còn rất là đẹp ha. Hàng này nói chung là hàng hiếm anh em ạ. Hàng thực sự là hàng hiếm,
lâu lâu mới có chứ không phải lúc nào cũng có anh em nhé. Bình xăng này, chất xe này, không anh em nhìn này, còn rất là đẹp nha. Nghe đồ các thứ này, khung sườn đồ các thứ của nó còn chuẩn lắm, 60M7 anh em ha, biển còn 4 số thế thì 22.500. Anh em thiện chí thì anh em gọi giùm em nha. Con này hàng gọi là hàng cổ anh em ạ, hàng cổ nha. 225. Máy zin nha anh em, máy zin đầu nồi chưa rớt nha anh em, áo sống tem bọc đồ các thứ còn rất là đẹp chuẩn chỉ á. Cứ có cái tầm giá đó nha anh em. Thế còn nếu mà rớt đầu rồi tầm mười mấy triệu anh em ạ. Không có giá đó đâu. Thôi, vậy nha anh em. Em cũng kết thúc video và cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm nha. Đó, chung là